Với những ai có dịp ra thăm Trường Sa, tự mình cảm nhận cái nắng, cái gió, cái khắc nghiệt của mùa khô ở nơi đây, sẽ thấu hiểu ý nghĩa câu nói của lính đảo, nước là máu, rau là thuốc, sâu sắc đến như thế nào. Một ca nước ngọt được tận dụng lại mấy lần. Những người lính đảo đứng trong chậu tắm như em bé để không phung phí những giọt nước ngọt. Nước ngọt là thứ tối quan trọng để người lính bám trụ được trên những hòn đảo giữa biển khơi. Khí hậu ở quần đảo Trường Sa chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 5 và mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 1 năm sau. Đảo Phan Vinh những ngày đầu tháng 5 năm 2018 đang là cao điểm mùa khô. Kể từ Tết âm lịch đến nay chưa có một giọt mưa nào rơi trên đảo. Lúc này, việc dùng nước ngọt trên đảo đã được đưa vào chế độ định lượng. Cũng như mọi người lính đóng quân trên đảo, mỗi ngày, chiến sĩ trạm radar trên đảo chỉ được phép tắm giặt duy nhất một lần với 15 lít nước ngọt. 1/3 số nước ngọt đó phải được tận dụng lại để tưới rau tăng gia. 15 lít nước được chia thành 3 xô nhỏ. Toàn bộ quá trình tắm đều trong chậu để giữ nước ngọt. Xô nước ngọt thứ nhất làm ướt người và quần áo. Nếu dùng nước biển sẽ làm mất tác dụng của xà phòng, dầu gội đầu. Sau bước này, mọi người sẽ ra biển tắm và giặt quần áo. Xô nước ngọt thứ hai, tắm tráng người và giặt quần áo lần một khỏi nước biển. Xô cuối cùng, tráng lần thứ hai. Lúc này, lượng nước biển lẫn vào đã ít đi nhiều và nước hứng được có thể dùng tưới rau tăng gia sản xuất. Dù tiêu chuẩn tắm giặt là 3 xô, nhưng nếu cần, các chiến sĩ thậm chí chỉ dùng 2 xô nước để tắm giặt. Dù đang trong thời gian cao điểm của mùa khô, nhưng nhờ tận dụng tốt từng giọt nước ngọt, vườn rau của đơn vị vẫn luôn xanh tốt. Dạ, cái thời gian đầu ra thì em hơi bất ngờ về việc sử dụng nước ngọt ở đây. Nhưng mà thời gian sau được quán triệt qua lại, sống và làm quen ở đây thì sử dụng nước mưa, nhờ mưa xuống và bơm nước vào sử dụng. Khi tắm giặt thì em chỉ cần 2 xô nước ngọt thôi. Lúc đầu thì thấy cũng hơi lạ nhưng mà dần về sau thì thấy cũng bình thường. Các đơn vị đóng quân trên đảo cũng được trang bị máy lọc nước biển thành nước ngọt. Tuy nhiên, nước mưa vẫn là nguồn cung cấp chủ yếu. Là nếu mà có mưa xuống thì cơ bản là 100% cán bộ chiến sĩ là sẽ tận dụng tất cả các cái mặt bằng, ví dụ như kể cả ở sân bay, tại khu vực sân bay trên đảo này và khu vực trên các cái mái nhà, là chúng tôi đã tổ chức như là cho bộ đội bơm nước và gạn nước để bơm về đơn vị và sử dụng để tắm và dùng để tăng gia. Còn cái quy trình tắm ấy, thì nói chung là cũng hết sức là tiết kiệm, là mỗi một người là trong cái quy định của đơn vị là một ngày là 15 lít một người một ngày, thì cái quy trình tắm là cũng tương đối là tiết kiệm. Tắm là chỉ được xối nước và đứng vào cái chậu, mỗi người là trước khi tắm là đứng vào một cái chậu giặt, là tắm xối nước và hứng nước ở cái chậu đấy để lấy nước đấy và giặt và tăng gia luôn. Nước mưa trong mùa mưa được chứa vào các bể chứa nước cả nổi và ngầm trong lòng đất. Nước ngọt ở Trường Sa được coi là vật tư phục vụ sẵn sàng chiến đấu, tầm quan trọng không kém gì lương thực và vũ khí. Nước sinh hoạt phải dùng tiết kiệm, nhưng lượng nước uống hàng ngày của các cán bộ chiến sĩ không bị hạn chế, kể cả trong mùa khô. Đảo sinh tồn đông.
Lúc này cả đảo đang chờ mong những giọt mưa mát lành đầu mùa. Mùa khô năm nay dường như dài hơn và khắc nghiệt hơn. Kể từ Tết đến lúc này đã là gần cuối tháng 5, không có một giọt mưa nào rơi trên đảo. Anh, đây là những cái bể nước để chúng tôi chứa nước. Và khi mà trời mưa đến thì tôi tận dụng cái mái nhà rồi để chúng tôi hứng nước cho chảy xuống các bể này để anh em sinh hoạt. Bể này là nước mưa đúng không anh? Dạ vâng, toàn bộ là nước mưa đấy. Nước mưa nhưng mà cái lượng mưa ở trên đảo thì nó có nhiều không anh? Lượng mưa trên đảo này nó phụ thuộc theo mùa ấy. Các mùa cuối năm thì nước nó sẽ nhiều, nhưng bây giờ hiện tại là mùa đầu năm thì nước sẽ ít. Anh em dùng rất thì phải là tiết kiệm thì mới đủ được. Những cái tháng đầu năm như này là sẽ nước rất là ít đúng không anh? Rất mưa ít nên là anh em tôi hứng được rất ít. Nghe nói là từ Tết đến giờ chưa có trận mưa nào. Từ Tết đến giờ chưa có trận mưa nào anh. À thế thì các cái bể này vẫn còn đảm bảo đủ dùng đến lúc chờ được mưa chứ? Dạ vâng, thì chúng tôi cũng đang sử dụng rất tiết kiệm để chờ những cơn mưa đến thì chúng tôi lại tiếp tục hứng và sử dụng tiếp. Cái nước này uống được không anh? Nước này thì nước mưa này là. Dạ. Nước rất sạch anh. Nước mưa đúng không? Dạ vâng, nước mưa luôn. Khả năng là uống được anh nhỉ? Bể này là bể nhôm bên đấy nhốc. Nhôm đúng không? Bể nóc anh. Nó cũng sạch sẽ. Dạ vâng. Trên các đảo không chỉ có bộ đội, còn có một số hộ dân và những ngôi chùa. Sống ngoài đảo, điều kiện khó khăn, ngoài thời gian phụng sự việc tu hành, các thầy chùa cũng tham gia vào việc tăng gia sản xuất để đảm bảo cuộc sống. Ngôi chùa nào cũng có vườn rau tăng gia xanh tốt. Về nước ngọt, các chùa cũng có các bể chứa nước mưa để tự đảm bảo sinh hoạt. Nước thì là mình trông chờ vào nước mưa thôi. Mình tự cung tự cấp, cứ mưa thì mình hứng. Mình tự hứng thì dùng sinh hoạt nói chung là cũng đủ, nếu mưa thuận gió hòa thì cũng đủ. Trong quần đảo Trường Sa, ở một số đảo nổi lớn như Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Song Tử Đông còn có các giếng nước ngọt. Nhờ các giếng nước này mà vấn đề nước ngọt trong sinh hoạt hàng ngày bớt căng thẳng hơn so với các đảo chìm và nhà giàn. Do có nước ngầm, cây cối trên các đảo này cũng xanh tươi hơn, làm dịu mát đi cái nắng, cái nóng rất khắc nghiệt ở Trường Sa. Đây là một trong năm giếng nước ở đảo Song Tử Tây. Cuối tháng 5, cơn mưa đầu mùa làm cho giếng đầy hơn. Nước trong giếng cũng thêm ngọt. Có giếng, nước sinh hoạt đã không còn phải tận dụng từng giọt như ở các đảo chìm. Ở đảo có hệ thống giếng đó. Hiện nay là đảo là có 5 cái giếng có thể sử dụng tốt được. Và mùa này là mùa mưa thì gần như là nước giếng là cũng thàn là nước ngọt đấy. Thế còn các cái mùa như mùa khô chẳng hạn thì nước nó hơi lậu một tí thì vẫn bảo đảm cho bộ đội có thể là tắm giặt được. Thì cũng là một cái thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo sinh sống. Nấu quả cho muối. Nước trong giếng được bơm về đến từng hộ dân ở đảo. Độ ngọt của nước thay đổi theo mùa. Thậm chí còn thay đổi ngay trong ngày. Buổi sáng bao giờ nước cũng dịu ngọt hơn. Tầng san hô đặc biệt trên đảo đã giữ lại những giọt nước ngọt quý giá. Tuy nhiên vào những tháng cao điểm của mùa khô, nước bốc hơi mạnh nên các giếng cũng cạn dần và bị vị mặn của biển xâm lấn. Dù có giếng nhưng nhà nào cũng phải trang bị thêm các bể ngầm chứa nước mưa. Dạ, nước ở đây, nước bể là từ nước giếng bơm lên để mình xài hàng ngày. Mùa mưa thì nước nó ngọt, còn nó ngọt, còn mùa nắng này nó mặn lắm, không có sử dụng, chỉ để rửa chén, rửa bát, gặt đồ thôi. Còn nguồn nước uống và nấu chủ yếu là mình chờ nước mưa chứa dưới bể 45 khối, mình xài chắc cũng được một tuần. Còn cái bể kia thì 28 khối. Mình hứng nước mưa, mình xài tiết kiệm cả năm. Nguồn cung cấp nước ngọt được đảm bảo là một thuận lợi lớn để các hộ dân trên đảo đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện cuộc sống. Rau xanh, thịt, trứng tươi là những thứ rất khó có thể cung cấp thường xuyên từ bờ do khoảng cách địa lý xa.
Cái trồng rau đây là chúng tôi còn nuôi gà, vịt, lợn để cải thiện đời sống hàng ngày của chúng tôi. Về chung gửi trong đất liền đây là không đủ để hàng ngày gia đình tôi thực hiện cái sống hàng ngày được. Vâng, cái cuộc sống của anh thay đổi như thế nào từ khi ra đảo này, nó khác gì với ngày xưa không? Tôi từ khi đến đây nói chung là rất bỡ ngỡ, sau này được đảo quan tâm, nhìn chung là cuộc sống khá ổn định hơn lúc trước chúng tôi đây. Vâng, vậy tình hình điện nước đây như thế nào ạ? Nói chung là tình hình điện nước ở xã đảo Đông Tư Tây này là rất là thoải mái. Ngoài hai nguồn tự nhiên là nước mưa và nước giếng, thì để chủ động trong việc cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và dự trữ sẵn sàng chiến đấu, những năm gần đây, các đảo và nhà giàn ở khu vực Trường Sa đã được trang bị thêm hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt. Tùy theo số lượng người sử dụng và việc cung ứng điện, mà tại các điểm đảo và nhà giàn được trang bị các loại máy có công suất lọc từ vài mét khối đến vài chục mét khối nước ngọt một ngày đêm. Đây là nhà giàn DK1 Phúc Nguyên, nằm cách vùng biển giáp danh giữa Việt Nam và Malaysia, Indonesia chỉ vài chục hải lý. Trên nhà giàn này có hệ thống bể chứa nước mưa rất lớn, với mỗi bể có dung tích 50 mét khối. Lượng nước dự trữ này đủ để đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ kể cả trong mùa khô. Tuy nhiên, với nhiệm vụ hỗ trợ ngư dân, nhà giàn Phúc Nguyên còn thường xuyên cung cấp nước ngọt cho các tàu cá xa bờ. Thì trong cái năm vừa qua thì nhà giàn đã khám và cấp thuốc chữa bệnh cho 89 lượt bà con ngư dân, cấp cứu 3 trường hợp, trong đó là 3 trường hợp là do tai nạn lao động và làm lưới trên biển. Cấp cho bà con ngư dân là 55 khối nước ngọt và 10 lít dầu ăn, gạo, đồ mì chính. Nói chung là khi bà con gặp khó khăn thì đều là giúp bà con. Chính vì vậy, để chủ động nguồn nước, nhà giàn Phúc Nguyên đã được trang bị thêm một hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt với công suất 6,8 mét khối một ngày đêm. Đây, giới thiệu với các anh, đây là hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt để sử dụng. Thì cái hệ thống lọc nước biển này thì người ta tích hợp đầy đủ các trang thiết bị, tức là từ cái năng lượng để sản xuất ra điện, sau đấy đưa xuống dưới hệ thống này. Hệ thống này thì đầu tiên là hút nước mặn ở dưới biển, chuyển lên trên két ở tầng trên, sau đấy là từ tầng trên cho xuống dưới lọc cái qua hệ thống lọc thô. Từ hệ thống lọc thô theo đường ống lại chuyển lên cái két chứa ở phía trên, cũng ở trên đấy luôn. Sau lại từ hệ thống, sau khi mà lọc thô xong lại chuyển xuống hệ thống lọc tinh. Đây, chuyển sang hệ thống lọc tinh. Thì trong một ngày là sẽ lọc được 6,8 mét khối. Và sau khi mà lọc thô xong á, thì lại chuyển vào cái lọc đây, cái hệ thống cái lọc tinh. Tinh đây, vâng, đây, lọc tinh đây. Nó là ở đây. Lọc tinh là có thể ra đây, ra để dùng. Thế tức là cái nước này ra là có thể sinh hoạt theo, là có thể dùng được luôn hả anh? Rồi, vâng, dùng được luôn. Đây, tôi lấy ví dụ cho đây cho các anh. Đây là sau khi nước đã được lọc sẵn này. Rồi xin phép tôi uống trước nha. Tôi uống trước rồi sau tôi sau tôi mời hai anh nha. Nói thật với anh này, như nước khoáng á. Vâng. Ngon. À, anh kia có làm công nước khoáng không? Nó có vị, đúng là nước ngọt thật, hoàn toàn không còn vị. Đúng không? Nó thật sao thật sự mà nói là sạch hơn nước máy bình thường á. Nhưng mà những cái này thì các cái thiết bị đi kèm thì ví dụ như lõi lọc các thứ là mình phải thường xuyên thay đúng không anh? Không, cái này là nó theo định kỳ của nhà lắp đặt, thì có bảng hướng dẫn kia rồi. Họ có cung cấp luôn cho mình các cái lõi lọc để mình tự thay không anh? Có. Tức là mình hoàn toàn có thể tự thay. Vâng, tức là cái những cái nào mà thuộc về cái hạng mục của cái người sử dụng được phép làm á thì là mình làm. Máy lọc nước biển chạy bằng năng lượng điện. Nguồn điện trên các đảo và nhà giàn đến từ các tấm năng lượng mặt trời và điện gió với công suất nhỏ. Do đó, việc dùng máy lọc nước có thể gây quá tải. Với hệ thống máy mới ở nhà giàn Phúc Nguyên, nhà sản xuất đã tích hợp các tấm năng lượng mặt trời riêng cho máy,
Do đó, việc sử dụng điện cho máy lọc nước không ảnh hưởng đến nguồn điện chung. Theo như em tìm hiểu về cái hệ thống này ở các cái đảo khác ấy, thì nó rất là tốn điện. Đấy, thì nó ảnh hưởng đến cái hệ thống năng lượng của mình ấy. Thì ở đây thì như anh nói là nhà cung cấp họ là cho mình cả cái năng lượng mặt trời luôn hay sao? Đúng rồi. Bây giờ cái hệ thống này là cái hệ thống mới chứ không giống như hệ thống trước đây. Hệ thống mới bây giờ là người ta lắp cái hệ thống năng lượng điện để phục vụ dành riêng cho nó, không ảnh hưởng gì đến ở nhà. Tuy tiện lợi và chủ động được nguồn cung cấp nước ngọt, nhưng một nhược điểm của các máy lọc nước chạy bằng điện mặt trời và điện gió là công suất nhỏ, không thể đáp ứng đủ nhu cầu cho cả đơn vị đông người được. Các đảo lớn hoặc các đơn vị đông người sẽ được trang bị hệ thống máy lọc nước công suất lớn. Như vậy, ngoài nước để ăn uống, còn có thể đủ đảm bảo cho tắm giặt, tăng gia. Đây là một hệ thống như thế được trang bị trên đảo Phan Vinh. Cái máy lọc nước biển này được đơn vị trang bị dùng cho các đơn vị đảo. Thì cái này, tính năng tác dụng của nó là nó sẽ lọc nước biển qua cái bầu lọc thô ở phía bên kia, sau đó sang đây ta lọc tinh. Thì cái công suất của cái lọc tinh là lọc từ nước biển ra nước ngọt, là công suất của nó là được 1.5 m³/giờ. 1.5 m³/giờ ra nước ngọt là 1.5. Ra nước ngọt là 1.5 m³/giờ. Ưu điểm của máy là có thể hoàn toàn chủ động được lượng nước ngọt kể cả trong mùa khô. Nhưng do công suất lớn, nó đòi hỏi nguồn điện từ hệ thống máy phát điện chạy xăng, dầu. Ở đảo, xăng dầu phải chuyển bằng tàu từ bờ ra, là thứ hàng hóa dự trữ quý hiếm, phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu. Chính vì vậy, máy lọc nước loại lớn chỉ dùng trong trường hợp thật cần thiết. Mỗi năm có rất nhiều chuyến tàu đưa các đoàn công tác từ đất liền ra thăm và động viên cán bộ chiến sĩ đang đóng quân ở quần đảo Trường Sa. Câu chuyện thiếu nước ngọt ở đảo đã được nhiều người Việt Nam cả ở trong và ngoài nước biết đến. Trở lại Trường Sa lần này, ông Đinh Văn Hồng đang công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi và những người bạn của mình mang theo ra 10 máy lọc nước ngọt gửi tặng các chiến sĩ hải quân. Đây là các máy lọc nước thế hệ mới. Điểm đặc biệt là nó không cần dùng nước biển mà ngưng tụ ra nước ngọt từ hơi nước trong không khí. Máy lọc nước từ không khí này thì nó sẽ giảm bớt cái môi trường khí hậu mặn của nước biển vào trong thiết bị, sẽ tăng cái độ bền tuổi thọ cho các cán bộ chiến sĩ dùng được lâu dài hơn, và đồng thời nó có tính năng là cơ động và cấp ngay nguồn nước nóng và nước lạnh để cho đáp ứng cái nhu cầu cần thiết cho cán bộ chiến sĩ tại đảo. Ít tiêu tốn điện năng, chỉ tương đương một bóng đèn neon. Một ngày đêm, máy làm ra được 40 lít nước ngọt. Dù có nhiều ưu điểm và tiện lợi, nhưng tác dụng của loại máy này mới đang dừng lại ở mức cung cấp nước uống hàng ngày. Sau chuyến đi này, ông Hồng và nhóm của mình sẽ tiếp tục tìm hiểu để đặt hàng thêm các loại máy lọc nước mới có tính năng tốt hơn để gửi ra Trường Sa. Thì, trong tương lai bọn mình dự kiến trong chuyến đi này ra sẽ thực tế quan sát và nghiên cứu, sẽ đặt một là máy công suất lớn, hai là sẽ tăng lượng máy nhiều lên tại nhiều vị trí để cho phù hợp với các điểm đảo. Vì trong các đảo thì có đảo nổi, đảo chìm, nhà gian, thì phải phụ thuộc vào từng đảo nó có địa hình như thế nào và để ta bố trí cho nó phù hợp. Tiếp cận theo một góc độ khác, các bạn trẻ đến từ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc lại mang ra đảo những dàn trồng rau thủy canh hồi lưu tiết kiệm nước. Đây là phương thức trồng rau được đánh giá là phù hợp với môi trường khắc nghiệt thiếu nước tưới ở quần đảo Trường Sa.
cái ưu điểm nổi bật của cái công nghệ trồng rau mới từ Hàn Quốc này, thứ nhất là cái đất vi sinh và bổ sung dinh dưỡng rất là tốt. Thứ hai, nó là một cái hệ thống tiết kiệm nước và rất dễ dàng sử dụng ở ngoài những cái điều kiện đảo xa như này. Bởi vì như các anh chị biết, ở ngoài đảo xa này thì cái sóng gió nó rất là khắc nghiệt, nên mình có thể di chuyển thuận lợi khi mà có gió lớn và sóng to để bảo vệ rau. Công nghệ tưới nhỏ giọt vừa đủ đảm bảo cho cây rau sinh trưởng phát triển, lại giúp tiết kiệm tối đa từng giọt nước ngọt quý giá nơi đảo chìm giữa bốn bề nắng gió. Biến đổi khí hậu đang làm cho mùa khô ở Trường Sa thêm dài hơn, khắc nghiệt hơn. Nước ngọt ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 là thứ quý giá đến từng giọt. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo vẫn đang phải sử dụng nước một cách hết sức tiết kiệm. Hy vọng rằng trong tương lai, cùng với sự chung tay của cả nước hướng về Trường Sa thân yêu, cùng với sự phát triển về khoa học, công nghệ, vấn đề khan hiếm nước ngọt ở Trường Sa sẽ được giải quyết để quân và dân nơi đây thêm vững tin, kiên cường bám trụ nơi đảo xa phên dậu Tổ quốc.